giải tỏa được những thắc mắc của mình với những chia sẻ hữu ích từ chuyên gia. Đây hứa hẹn sẽ là một cái chủ đề livestream rất là thiết thực, giúp chúng ta tiếp cận được kiến thức chuyên sâu về tầm quan trọng của sàng lọc 3 tháng đầu thai kỳ. Từ đó thì các mẹ bầu có thể tìm kiếm được cái giải pháp phù hợp cho bản thân mình. Nên cả nhà mình ơi, hãy chia sẻ tương tác với livestream này để chúng ta lan tỏa được thông tin đến gia đình, bạn bè, người thân. Và Thùy Anh tin rằng vẫn còn nhiều thông tin mà các gia đình bầu mình sẽ muốn tìm hiểu, quan tâm và muốn được giải đáp trực tiếp, chính xác từ bác sĩ sản khoa Phương Châu. Cho nên là ngay bây giờ nếu mà có câu hỏi nào thì quý vị có thể đặt về để được bác sĩ ưu tiên giải đáp. Và kính thưa quý vị, với chủ đề kỳ này chúng tôi có mời đến trường quay bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Sử, Phó trưởng khoa khám sản phụ khoa, trưởng trung tâm tiền sản Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Xin chào. Bác sĩ Lưu Tấn Hưng, khoa sản phụ Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng. Rồi, thay mặt những người thực hiện chương trình, Thùy Anh xin gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Sử và bác sĩ Hưng đã dành thời gian để cùng đồng hành với chương trình cũng như giúp cho cả nhà chúng ta giải đáp được những cái thắc mắc xoay quanh chủ đề livestream tối nay. Và kính thưa quý vị, quá trình mà con tượng hình ở trong bụng mẹ thì mẹ có những cái cột mốc rất là quan trọng mà cần được gia đình quan tâm. Đó là những cột mốc khám thai tất yếu và những cái sàng lọc trước sinh, tầm soát dị tật thai. Đó là những bước kiểm tra sức khỏe của mẹ và tình trạng thai quan trọng, ví dụ như là tình trạng phôi thai nằm trong hay ngoài tử cung, tim thai như thế nào, tiến trình phát triển của thai theo các cột mốc, rồi sớm phát hiện để dự phòng điều trị những bệnh lý nguy hiểm khi mẹ mang thai. Và sàng lọc trước sinh, tầm soát những dị tật thai hiện nay cũng rất nhiều phương pháp để mà cho các gia đình lựa chọn phù hợp với cái tình trạng sức khỏe của mình. Và tương ứng với từng động thái kiểm tra hay là sàng lọc trước sinh đều mang một cái ý nghĩa và lợi ích nhất định. Và ngay bây giờ để hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc khám thai định kỳ cùng với những phương pháp sàng lọc trước sinh thì mời cả nhà đến với phần chia sẻ của bác sĩ Lưu Tấn Hưng, khoa sản phụ Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng. Xin mời bác sĩ Hưng. Dạ, kính chào quý anh chị đến với buổi livestream ngày 12 tháng 7 2024. Tôi là bác sĩ Lưu Tấn Hưng, hiện đang công tác tại khoa sản Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng. Sẽ cùng với bác sĩ Nguyễn Văn Sử và MC Thùy Anh sẽ đồng hành cùng quý anh chị trong cái chủ đề ngày hôm nay là chẩn đoán sàng lọc và chẩn đoán trước sinh. Thì theo cái quan điểm y khoa hiện đại thì khám tiền sản hay là chăm sóc trước sinh là một trong những cái bước cực kỳ quan trọng để có một cái thai kỳ an toàn, khỏe mạnh. Theo cái thống kê thì trên thế giới cái tỷ lệ mỗi năm bé sinh ra mà bị bất thường, bị dị tật là khoảng 2%. Và cái số này nó sẽ càng nhiều hơn ở những cái nước đang phát triển. Ví dụ như ở Việt Nam thì mỗi năm thì có khoảng 1,5 triệu bé sinh ra, thì cái tỷ lệ là khoảng 3% bé bị mắc các bệnh dị tật bẩm sinh, các bệnh di truyền. Thì cái số này nó tương đương với khoảng 30.000 đến 45.000, thì số này là cũng tương đối lớn. Cho nên cái sàng lọc và cái chẩn đoán trước sinh là một trong những cái bước cực kỳ quan trọng. Vậy sàng lọc là bao gồm những cái gì? Thì sàng lọc trước sinh á, nó sẽ có cái nhiều lớp. Cái lớp đầu tiên á, thì sẽ tầm soát, phát hiện những cái bất thường cho những cái cặp vợ chồng trước khi mà mình để em bé. Thì những cái xét nghiệm này á, thì chủ yếu là ở 5 cái đối tượng. Cái đối tượng thứ nhất á, là những cái cặp vợ chồng mà có cái tiền sử, ví dụ như là người thân ở trong gia đình bị mắc các bất thường về cái nhiễm sắc thể, các bệnh lý về di truyền. Cái nhóm đối tượng thứ hai á, là những cái cặp vợ chồng làm ở trong cái môi trường lao động mà nó có nhiều chất độc hại, rồi có những cái bất thường về cái số lượng nhiễm sắc thể, môi trường độc hại, sử dụng cái chất kích thích, ví dụ như rượu bia nè, hút thuốc lá nè, rồi những cái cặp gia đình mà mắc các cái bệnh lý mạng tính, ví dụ như là đái tháo đường, cao huyết áp, tim mạch, bú cổ, bú giáp, hen suyễn, những cái cặp gia đình mà có các bất thường như vậy thì mình phải sàng lọc cái lớp đầu tiên. Còn cái lớp sàng lọc thứ hai á, là dành cho những cái trường hợp mà sản phụ khi mà mang thai, thường là giai đoạn khoảng từ 7 cho tới 10 tuần. Thì nếu mà trường hợp mà trước khi mang thai mình chưa có xét nghiệm, chưa có sàng lọc trước, thì ở cái giai đoạn này sẽ được
mình cho cái xét nghiệm tổng quát để kiểm tra sức khỏe tổng quát. Ví dụ như là mình xét nghiệm cái công thức máu nè, để xem coi mình có bị thiếu máu hay không. Đồng thời cũng loại trừ những cái bệnh lý về thalassemia. Rồi xét nghiệm để xem cái chức năng tuyến giáp, chức năng thận, gan, thận, để xem mình có những cái bệnh lý về viêm gan hay suy thận hay là không. Rồi xét nghiệm để xem mình có nhiễm một số cái siêu vi, ví dụ như là rubella nè, siêu vi nè, toxoplasma. Thì cái này nó sẽ ảnh hưởng, nó có thể là gây quái thai, dị tật. Cái bước sàng lọc tiếp theo á, là cái bước sàng lọc trong cái khoảng thời gian từ khoảng 11 tuần cho đến 13 tuần 6 ngày. Thì ở cái giai đoạn này chủ yếu là để tầm soát lệch bội về nhiễm sắc thể. Giai đoạn này á, thì sẽ được cái thứ nhất là siêu âm để đánh giá cái độ mờ da gáy. Để siêu âm để đánh giá lệch bội bằng cách là mình siêu âm đo độ mờ da gáy nè. Đánh giá coi có bất sản hay thiểu sản xương mũi hay là không. Rồi thực hiện những cái xét nghiệm sinh hóa, ví dụ như là double test, NIPT, NIPT plus. Rồi tiếp theo thì ở khoảng 16 tuần, bước sàng lọc tiếp theo, mình đánh giá, mình siêu âm những cái xốp mặt cơ để xem những cái xốp mặt cơ, ví dụ như là nếp gấp da gáy nè, thiểu sản hay là bất sản xương mũi nè. Rồi ở cái não thất, coi có những cái nốt sáng ở trong thất trái gì hay không, để đánh giá cái nguy cơ lệch bội. Và cái lớp sàng lọc cuối cùng là cái siêu âm về hình thái ở tại giai đoạn từ 20 tới 24 tuần để đánh giá em bé toàn diện về mặt phát triển của não bộ nè, của hệ tim mạch, của hệ hô hấp, tiêu hóa và cái cử động của em bé nó như thế nào. Đánh giá những cái phần phụ của thai nhi, ví dụ như là bánh nhau nè, nước ối, dây rốn có bất thường gì hay không. Đó là những cái bước, cái lớp sàng lọc chẩn đoán trước sinh. Thì đối với cái trung tâm tiền sản và cái đơn vị tiền sản trực thuộc thì có đầy đủ hết tất cả những cái xét nghiệm chuyên sâu để mà hỗ trợ mình trong quá trình sàng lọc. Xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi từ bác sĩ Hưng. Thì hiện tại cũng có khách hàng đã đặt câu hỏi về rồi, thì chắc Thùy Anh xin phép sẽ đọc trước một câu hỏi của khách hàng Phan Thanh Liêm hỏi là bác sĩ cho em hỏi dị tật thai nhi phát hiện khi mang thai thì có chữa được không? Nếu mà chữa thì sau sinh hoặc là lúc mang thai, thì cái chữa cái lúc nào là phù hợp nếu mà chữa được thưa bác sĩ? Đối với cái dị tật của thai nhi á, thì thường á, là những cái dị tật này thì không có là nó liên quan về gen. Cho nên thường những cái khiếm khuyết này là mình sẽ không có can thiệp được trong quá trình mang thai. Nhưng ví dụ như những trường hợp mà bất thường về hình thái ở tim, ví dụ thông liên thất, thông liên nhĩ, thì khi mà sanh em bé ra rồi thì người ta bên nhi đồng người ta sẽ đánh giá em bé này đủ điều kiện để mà điều chỉnh hay không và can thiệp hay là không. Ví dụ như là bung dù hoặc là theo dõi để cho cái lỗ thông liên thất nó tự lành lại. Đó là những cái bất thường về cái hệ tim. Còn những cái bất thường về kiểu gen, ví dụ như là lệch bội nhiễm sắc thể, thì những cái này thì mình sẽ không có can thiệp được. Và khách hàng cũng có hỏi thêm là nếu mà dị tật thai như vậy thì nó có tính di truyền hay là không? Đa phần á, thì cái dị tật về thai nhi không có tính di truyền. Ví dụ như trường hợp mà bất thường về nhiễm sắc thể 3X hoặc là XXY hoặc là tam nhiễm 21, 13, 18 thì thường ở những cái thai kỳ sau thì nó không có cái yếu tố gọi là di truyền. Cho nên mỗi một cái đợt thai kỳ mình phải kiểm tra lại. Ví dụ như trường hợp thai kỳ đầu tiên mình không có thì cái trường hợp lần thứ hai mình cũng phải vẫn tầm soát để xem có hay không. Còn trường hợp đầu tiên nếu mà đã có bất thường nhiễm sắc thể rồi thì cái lần thứ hai bắt buộc mình phải kiểm tra cho nó kỹ. Xin cảm ơn bác sĩ Hưng. Như vậy thì thưa bác sĩ Sử, ví dụ như trong những cái trường hợp mà mình sàng lọc mà mình phát hiện bất thường rồi thì mình sẽ cần làm gì tiếp theo? Ưu nhược điểm của cái việc sinh thiết thai nhau và chọc ói thì là gì, thì chắc nhờ bác sĩ Sử sẽ chia sẻ thêm cho các gia đình bầu mình được biết ạ. Chào chương trình, mình là bác sĩ Sử của Trung tâm Tiền sản Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Thì như phần chia sẻ của bác sĩ Hưng đã nói xoay quanh cái vấn đề về sàng lọc thai, những trường hợp có bất thường. Thì đến phần này thì chúng tôi sẽ chia sẻ thêm một cái vấn đề, đó là vấn đề về xét nghiệm chẩn đoán. Thì xét nghiệm chẩn đoán là trong trường hợp này chúng ta xác định thực sự em bé nó có bất thường trường hợp đó hay không. Thì giống như của bác sĩ Hưng trình bày, đó là chúng ta sàng lọc, chúng ta sàng ra coi những trường hợp đó có yếu tố nguy cơ cao. Khi có những yếu tố nguy cơ cao thì chúng ta xét nghiệm, thực hiện cái chẩn đoán. Thì kết hợp cái chẩn đoán đó chúng ta thông qua những trường hợp như là dịch ối hoặc trường hợp mô bánh nhau hoặc là máu cuốn rốn để chúng ta để chẩn đoán. Thì thông qua những trường hợp, những cái mẫu bệnh phẩm đó, chúng ta có những cái thủ thuật để trong trường hợp xác định để chẩn đoán. Thứ nhất là chọc ói, thứ hai là sinh thiết thai nhau, thứ ba là lấy máu cuốn rốn.
Thì trên những trường hợp đó, khi những con trường hợp có những sàng lọc có bất thường, những cái sốt mặt cơ, giống như phần trình bày của bác sĩ Hưng đã nói, nhất là trong trường hợp chúng ta siêu âm đo động mạch da gáy dày, hoặc những trường hợp mà xét nghiệm sàng lọc đó là double test hoặc là triple test có nguy cơ cao, xét nghiệm NIPT trong trường hợp đó có nguy cơ cao, những trường hợp mà tiền sử trước đó có cha mẹ có bất thường về vấn đề về gen, hoặc những trường hợp đã sanh con bé có bất thường, hoặc những trường hợp mình nghi ngờ có yếu tố nguy cơ về nhiễm trùng bào thai, chúng ta có thể thực hiện những cái thủ thuật chẩn đoán trong trường hợp đó là chọc ói hoặc là sinh thiết cây nhau. Thì mỗi một phương pháp thực hiện cái thủ thuật nó cũng có những cái ưu điểm và cái nhược điểm, và những cái thời điểm chúng ta thực hiện nó khác nhau. Đối với trường hợp về chọc ói là chúng ta thực hiện bằng phương pháp là chúng ta lấy một cái kim, nói đơn giản chúng ta lấy cái kim xuyên qua cái buồng ói, chúng ta lấy đâu đó khoảng 10 đến khoảng 30 ml nước ói thông qua dưới hướng dẫn của siêu âm. Thì thật sự các mẹ bầu nhiều khi cũng rất là quan ngại trong trường hợp, nhưng khi mình cái kim chọc vô bụng trong trường hợp này, thứ nhất là cái cảm giác nhất là đau của mình hay không, nó có đau quá hay không trong trường hợp khi mà chúng ta thực hiện trong trường hợp chọc ói. Thứ hai nữa là khi cái kim nó xuyên qua trong buồng ói như vậy, nó có ảnh hưởng, nó tổn thương đến trường hợp của em bé hay không. Thì xin thưa với các mẹ bầu trong trường hợp và các anh chị, thì thủ thuật chọc ói thực sự nó là một cái thủ thuật nó an toàn trong tất cả các thủ thuật chẩn đoán tiền sản. Thì cái nguy cơ sảy thai trên trường hợp sảy thai nhiễm trùng hoặc là rò rỉ nước ói, nguy cơ nó đâu đó khoảng 1/500, nghĩa là 1.000 ca thì có đâu đó nó có khoảng 1-2 ca trong hợp nó có nguy cơ nó sảy thai. Và thường trên những trường hợp chúng ta thực hiện cái thủ thuật chọc ói ở giai đoạn thai đâu đó khoảng từ 16 tuần trở lên, thì giai đoạn đó thì cái đủ để cái lượng nước ói để chúng ta thực hiện cái thủ thuật. Và trước khi thực hiện cái thủ thuật đó thì chúng ta sẽ tư vấn cho sản phụ rất là kỹ những yếu tố nguy cơ rủi ro trong những trường hợp này. Thì khi những trường hợp mà chúng ta thực hiện những cái thủ thuật như vậy thì có kết quả trong chẩn đoán như vậy, thì nó sẽ có một số cái vấn đề. Thứ nhất là một, chúng ta phải tư vấn kỹ cho khách hàng trước khi thực hiện những cái thủ thuật đó, nguy cơ trên hợp đó là như thế nào, và khi mà chúng ta thực hiện những thủ thuật đó, khi có kết quả ra thì nó như thế nào. Mình tư vấn trước những cái dữ liệu trong trường hợp là khi có kết quả ra bất thường đó có nên giữ bé hay không, hay là những trường hợp bất thường đó không may những trường hợp mà tiên lượng nặng thì chúng ta tiên lượng có khả năng chấm dứt thai kỳ, hoặc có những kế hoạch trong trường hợp mà những em bé sanh ra những lần sau nữa để mong mỏi để hạn chế những trường hợp bất thường trong trường hợp bị truyền nặng. Ví dụ trong trường hợp đơn thuần nhất là vấn đề thalassemia, nếu trường hợp mà cha mẹ có bất thường liên quan về thalassemia, chúng ta thấy phối hợp giữa hai gen, giữa trường hợp về cha với mẹ tăng yếu tố nguy cơ sanh con ra có những hướng là bất thường về vấn đề về thalassemia thì lại nặng, thì chúng ta có thể tư vấn họ có một phương pháp, đó là có thể là thụ tinh ống nghiệm hỗ trợ sinh sản. Trong trường hợp đó chúng ta sinh thiết phôi, loại trừ những cái phôi mà có bất thường vấn đề về nhiễm vật thể, thì chúng ta có những em bé khỏe mạnh. Xoay quanh cái vấn đề về của chúng ta chẩn đoán tiền sản, thứ nhất là vấn đề về chọc ói, thứ hai nữa là bác sĩ muốn nói đó là vấn đề về sinh thiết cây nhau. Thực hiện cái thủ thuật về sinh thiết cây nhau trong trường hợp này chúng ta có cái ưu điểm hơn, đó trở lại cái thời điểm chúng ta làm nó sẽ sớm hơn, cái mốc từ khoảng 10 tuần đến khoảng 14 tuần chúng ta thực hiện thủ thuật chọc ói, thường cũng thực sinh thiết gây nhau. Cái nguy cơ trên trường hợp thủ thuật mà sinh thiết gây nhau đó là vấn đề về nguy cơ sảy thai nó sẽ cao hơn xíu so với trong những trường hợp mà chúng ta thực hiện chọc ói, nhưng đổi lại có những cái vấn đề chúng ta sẽ chẩn đoán sớm. Bên cạnh đó, nếu trường hợp mà có những cái bất thường khảm trên bánh nhau, trên có nghĩa là trên những trường hợp là bánh nhau có bất thường mà có thể những trường hợp trên thai nó bình thường, thì có thể có những trường hợp đó chúng ta phải tư vấn bệnh nhân lại và thực hiện thêm cái thủ thuật chọc ói. Cho nên những trường hợp mà tư vấn về sinh thiết khác nhau, chúng ta phải tư vấn thật là kỹ những ưu điểm và những nhược điểm của nó khi chúng ta thực hiện thủ thuật. Và khi có những bất thường thì chúng ta phải có những cái can thiệp tiếp theo như thế nào cho nó phù hợp. Và trường hợp mà sinh thiết khác nhau hoặc là chọc ói thì Trung tâm Tiền sản Bệnh viện Quốc tế Phương Châu cũng đều có những thực hiện trong trường hợp đó đối với tất cả những cái thai phụ có yếu tố nguy cơ và cần thực hiện những cái thủ thuật đó. Và trước khi thực hiện những cái thủ thuật đó, chúng tôi đều tư vấn rất là rõ với những trường hợp này nguy cơ trên trường hợp mà can thiệp đó như thế nào, nguy cơ sảy thai nó nhiều bao nhiêu, và khi kết quả ra thì nó sẽ có định hướng cho chúng ta. Thứ nhất là một là nếu kết quả nó bình thường thì chúng ta sẽ theo dõi như thế nào. Ví dụ trường hợp mà những em bé mà có trường hợp mà sức môi trẻ phồng hồng, nếu chúng ta
thực hiện thủ thuật chọc ói mà kết quả ra bình thường, thì cái vấn đề sau đó những trường hợp những em bé mà xuất môi trẻ vòm đó, chúng ta phải giới thiệu đến những cái cơ sở mà có can thiệp về vấn đề về phẫu thuật ngoài ngoại nhi, ví dụ như là bệnh viện mặt hay là bệnh viện Nhi Đồng 1 chúng ta thực hiện khi sau khi em bé sinh ra đó. Và những trường hợp mà không may có những kết quả nó bất thường phải chấm dứt thai kỳ thì chúng ta cũng phải có một kế hoạch tư vấn cho họ phương pháp nào, những ưu điểm và nhược điểm và kế hoạch như thế nào để có những em bé tiếp theo khỏe mạnh. Xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi từ bác sĩ Sử. Và cũng cùng lúc này có một khách hàng có nick Facebook là Nguyễn Dương Thi Thơ, khách hàng có nói là chia sẻ là mình mổ bé thứ hai bác Sử, cả thai kỳ được bác theo dõi chăm sóc rất tận tình, chuyên môn rất giỏi, cả nhà yên tâm nghe bác tư vấn nha. Thì xin cảm ơn chị Thi Thơ đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của bệnh viện, đồng thời cũng gửi lời cảm ơn đến chị đã có đôi lời chia sẻ với bác sĩ Sử nhà mình. Rồi khách hàng Trần Phát Tài có hỏi là nếu mà trước khi thực hiện các xét nghiệm sàng lọc thì có cần nhịn ăn không, và khi thực hiện các phương pháp thì có đau không, vì tôi sợ đau, thì mong bác sĩ giải đáp. Trong trường hợp này chắc mình nghĩ là bạn Tài muốn hỏi về vấn đề về cái các xét nghiệm về chẩn đoán. Trong trường hợp sàng lọc thì chắc bác sĩ Hưng đã nói rồi, thì cái này mình sẽ nói thêm về vấn đề về các xét nghiệm về chẩn đoán. Thì thường trong trường hợp mà thủ thuật chọc ói hoặc sinh thiết cây nhau thì thường những cái thủ thuật này thì chúng ta không có cần phải nhịn ăn, chúng ta cứ ăn uống bình thường. Và thứ hai nữa sẽ được tư vấn những cái xét nghiệm cần thiết để trước khi thực hiện thủ thuật. Thì đối với trường hợp về sinh thiết cây nhau thì chúng ta có chích tê trong trường hợp những cái vùng này chúng ta để thực hiện cái thủ thuật mà làm cái sinh thiết cây nhau. Còn trong trường hợp mà chọc ói thì chúng ta xác định cái vị trí đó và chúng ta chọc ói. Thì thường cái cảm giác, thường thì hay nói ví von những trường hợp, đối với những trường hợp những chị mà cần thực hiện thủ thuật chọc ói thì cái cảm giác mà trong trường hợp chọc ói nó cảm giác giống như kiến cắn. Bình thường thì chắc rút máu thì giống như nó con kiến nhỏ thôi, nhưng mà trường hợp nếu mà trường hợp mà chọc ói thì nó sẽ cảm giác nó đau hơn, giống như là kiến nẹ nó cắn vậy đó. Thì lúc đó thì nhiều khi những thai phụ có những trường hợp chọc ói ra thì họ cũng có những trường hợp nhạy cảm thì họ cảm giác nó sẽ đau nhiều. Có những trường hợp những chị thì khi chọc ói ra mình có những cảm giác ủa bác sĩ chọc rồi hả, có những trường hợp là họ không cảm nhận được, có thể là lúc đó họ lo sợ nhiều hơn là cái đau, cho nên họ cũng nói ví von vui với bác sĩ, nói bác sĩ ơi chọc ói em không có cảm giác đau, em tưởng là nó đau dữ lắm cho nên em rất là sợ thì không chọc ói. Cho nên cái vấn đề đó thì cũng chia sẻ với các anh chị trong trường hợp này mình biết về vấn đề những cái thủ thuật vấn đề bé. Và khi thực hiện về cái thủ thuật chọc ói thì sau đó thì mình chỉ cần nghỉ ngơi đâu đó một ngày, về nhà thì nghỉ ngơi một ngày, sau đó thì chúng ta sẽ hoạt động lại bình thường giống như sinh hoạt hàng ngày. Như vậy thì chắc là phần chia sẻ vừa rồi từ bác sĩ thì các gia đình bầu mình cũng sẽ yên tâm rằng là các phương pháp này nó cũng không có đau, mà ví dụ như nó có thì nó cũng cảm giác có rất là ít thôi, nên là mình hoàn toàn yên tâm. Và cái quan trọng hơn là chúng ta sẽ yên tâm bởi vì là mình khi mà mình thực hiện các phương pháp sàng lọc thì mình có thể biết được sức khỏe của thai nhi để mà biết cách chăm sóc, rồi mình có thể yên tâm cho những cái giai đoạn phát triển sau của thai kỳ. Rồi khách hàng Chúc Mộng Nguyễn có gửi lời chào đến bác Hưng và bác Sử, chắc khách hàng này là khách hàng thân thiết của nhà Phương Châu. Dạ rồi, một câu hỏi tiếp theo, khách hàng Quốc Khánh có hỏi là chị của em đang mang thai tuần thứ 9 thì liệu có quá sớm để làm xét nghiệm sàng lọc trước sinh hay không thưa bác Hưng? Đối với trường hợp của chị của Quốc Khánh, cảm ơn câu hỏi của Quốc Khánh, thì chị của mình thì hiện tại đang ở tuần thứ 9 của thai kỳ. Thì tuần thứ 9 là nó sẽ rơi vô cái mốc khám thai đầu tiên là từ 7 cho tới 10 tuần. Và lúc này nó sẽ khám để siêu âm xác định vị trí túi thai nó như thế nào. Và nếu mà trường hợp chị của mình chưa có xét nghiệm trước khi mang thai, ví dụ như là giống như bác sĩ nãy có tư vấn về cái phần sàng lọc đó, nó gồm có nhiều bước, nhiều lớp. Ví dụ như giai đoạn trước khi mang thai thì mình tầm soát hết những cái bệnh lý của những cặp vợ chồng, thì tới giai đoạn này thì mình sẽ được bớt một phần này, không có cần phải xét nghiệm lại. Còn nếu trường hợp mình mang thai mà chưa có xét nghiệm trước đó, kiểm tra trước đó, thì giai đoạn từ 7 cho tới 10 tuần thì mình sẽ xét nghiệm
để mà sàng lọc hết những cái bệnh lý, ví dụ như là công thức máu nè, để xem có thiếu máu hay không, loại trừ những cái bệnh lý di truyền về máu, ví dụ như là thalassemia nha, rồi xét nghiệm để kiểm tra xem mình có nhiễm những cái con siêu vi như là rubella nè, toxoplasma CMV, rồi để ảnh hưởng cái phát triển của thai nhi hay là không, đánh giá cái chức năng gan, chức năng thận, tuyến giáp của thai phụ. Cái giai đoạn này thì không có sớm để mà tầm soát đâu, tại vì nó từng bước và từng lớp. Ví dụ giai đoạn này thì tầm soát những cái vấn đề đó, rồi tới thai khoảng 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày mình sẽ có cái mốc khám thai khác nữa và tầm soát tiếp nữa. Một câu hỏi tiếp theo, khách hàng Hoàng Học hỏi là tôi có cần phải thực hiện sàng lọc 3 tháng đầu thai kỳ hay không nếu tôi đã lớn tuổi? Đối với trường hợp của mình á, lớn tuổi là một trong những cái nhóm đối tượng cần phải sàng lọc thai kỳ. Cái đó là ví dụ như trường hợp mà thai phụ trên 35 tuổi, thừa cân béo phì, có sử dụng những cái chất kích thích rượu bia, thuốc lá đó, thì những cái đó là một trong những cái yếu tố cần phải sàng lọc ở trong 3 tháng đầu thai kỳ. Không phải ở những cái đối tượng đó mình mới cần, còn những trường hợp mà những thai phụ có những cái yếu tố nguy cơ khác mình vẫn cần phải sàng lọc. Ngoài cái chuyện mà mình khám, mình sàng lọc định kỳ thì những khách hàng lớn tuổi là cũng cần phải sàng lọc hơn nữa. Đúng. Như vậy thì có một khách hàng là khách hàng hỏi là mang thai đôi mà 16 tuần thì nó có khác gì trong quá trình tầm soát trước sinh hay không? Thì chắc là mời bác sĩ Sử có thể chia sẻ thêm phần này ạ. Mang thai đôi trong trường hợp này, trong trường hợp này thì thai nó đã 16 tuần rồi, thì có thể mình thực sự nói những trường hợp hiện tại giờ những khuyến cáo trong trường hợp mà sàng lọc NIPT trong trường hợp song thai thì nó đã được thực hiện trên những trường hợp mà trên song thai rồi. Thì đối với trường hợp song thai thì nó sẽ có những cái mà nó hơi khó khăn hơn so với trong trường hợp mà đơn thai. Thứ nhất là trong trường hợp giai đoạn đầu của trường hợp mình xác định, thứ nhất là song thai này là một bánh nhau, hai bánh nhau, tại vì mỗi trường hợp mà một bánh nhau với hai bánh nhau nó sẽ có những yếu tố nguy cơ trong hợp về truyền máu song thai. Cái này thứ nhất. Cái thứ hai nữa, sàng lọc trên những trường hợp song thai thì thực sự mà nói khi mà một bác sĩ trong đó hình ảnh họ siêu âm trên những trường hợp song thai, họ cũng rất là e ngại trong trường hợp khi mà siêu âm trong trường hợp đó có thể bỏ sót nguy cơ trong trường hợp bất thường trên trường hợp song thai nó sẽ cao hơn những trường hợp đơn thai. Thì bên cạnh đó, những trường hợp những bà mẹ mà mang song thai, những yếu tố nguy cơ trong trường hợp những nguy cơ sinh non thì nó sẽ cao hơn trong trường hợp đơn thai. Thì trên trường hợp mà câu hỏi của bạn là trên trường hợp thai đã 16 tuần rồi, thực sự mà nói mình cũng thể hỏi lại là trong trường hợp này là không biết là cái thai trước đó, cái mốc khoảng 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày mình đã có làm sàng lọc trong trường hợp 3 tháng đầu chưa. Nếu trường hợp nếu mà đã sàng lọc 3 tháng đầu chúng ta cũng có thể thực hiện những xét nghiệm NIPT, để trong trường hợp cái giá trị sàng lọc của NIPT đối với trường hợp song thai nó cũng khá cao trong trường hợp đó, nó sẽ cao rất là nhiều so với double test. Vấn đề quan trọng nhất là khi mà mình thực hiện cái NIPT như vậy, kết quả nó ra bất thường, mình không nhận định được trên một cái thai nào, trên trường hợp song thai thôi. Còn nếu trường hợp mà cái NIPT nó âm tính thì mình cũng yên tâm trong trường hợp về vấn đề về cái sàng lọc trên trường hợp cái thai của mình. Và cái điều mà mình lo lắng trên trường hợp song thai đó là song thai một bánh nhau, nguy cơ truyền máu trên song thai trong trường hợp này. Đối với trường hợp mà song thai một bánh nhau thì chúng ta phải theo dõi rất là sát để coi trong trường hợp sự tăng trưởng của hai bé như thế nào, để đánh giá trong trường hợp này có truyền máu song thai hay không. Chúng ta có những cái hướng để can thiệp kịp thời và chúng ta có tư vấn những trường hợp cho cha mẹ tốt vấn đề này, và tư vấn cái nguy cơ trong trường hợp sanh non đối với trường hợp song thai. Thường trên trường hợp song thai thì cái vấn đề về sàng lọc thực sự mà nói thì nó sẽ khó khăn hơn trong trường hợp đơn thai, nhưng cũng không phải là cái chuyện mà mình lo lắng nhiều quá. Hiện tại về thì những cái xét nghiệm giống như bác sĩ nói, cái NIPT hoặc những trường hợp về những cái siêu âm, những trường hợp máy siêu âm thế hệ mới chúng ta cũng khảo sát, và những con người rất là giỏi, ví dụ trong trường hợp như các anh chị đến bệnh viện Quốc tế Phương Châu, thực sự để trải nghiệm những trường hợp những cái bác sĩ siêu âm trong học sẽ có những cái trải nghiệm rất là xuất sắc trong trường hợp mà chúng ta thực hiện những cái xét nghiệm hoặc những trường hợp những cái siêu âm chẩn đoán trong trường hợp ở bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Vừa rồi thì bác sĩ có nhắc đến phương pháp NIPT, thì anh có một cái câu hỏi là NIPT hiện nay có phải là phương pháp sàng lọc hiện đại nhất hay chưa, hay là mình có cái phương pháp nào là tốt hơn phương pháp đó nữa, thì chắc nhờ bác sĩ Sử chia sẻ thêm. Tính tới thời điểm này
tính tới thời điểm này, sau này thì không biết như thế nào, nhưng mà tính tới thời điểm này thì cái về vấn đề về nói và vấn đề về sàng lọc thì NIPT là một cái xét nghiệm sàng lọc đạt cái giá trị cao nhất trong trường hợp các sàng lọc. Thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng không nên bỏ sót một trường hợp mà siêu âm khảo sát hình thái thai. Có những trường hợp mà bất thường về vấn đề về hình thái thai là không liên quan đến bất thường vấn đề về nhiễm sắc thể, thì trên trường hợp đó thì nó cũng phải hỗ trợ thêm, có nhẹ giống như trường hợp là phối hợp giữa xét nghiệm lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh. Trong trường hợp đó chúng ta phối hợp với nhau để có một cái chẩn đoán thật là chính xác. Thì ngoài cái vấn đề NIPT là một cái xét nghiệm sàng lọc, gọi là sàng lọc kết quả chính xác nhất, còn để mà trong trường hợp mà mong mỏi để kết quả nó chính xác thực sự thì đối với trường hợp mà những trường hợp mà có những cái mặt cơ mà mình nghi ngờ bất thường đó thì chúng ta phải có một cái những cái thủ thuật xét nghiệm xâm lấn, và xét nghiệm đó là xét nghiệm chẩn đoán. Thì những xét nghiệm chẩn đoán thì chắc chắn một điều là nó sẽ chính xác hơn là những xét nghiệm sàng lọc. Ví dụ trong trường hợp chúng ta chọc ói để lấy cái dịch ói, hoặc trong trường hợp chúng ta sinh thiết gây nhau lấy những cái mô trực tiếp cho trường hợp những mô của em bé, như vậy thì kết quả nó sẽ chính xác hơn. Nếu những trường hợp mà những cái mặt cơ đó mà chúng ta nghi ngờ có bất thường liên quan nhiễm sắc thể thì chúng ta không thể nào mà dựa vào những cái NIPT. Tại vì thực sự muốn nói sàng lọc thì NIPT đạt giá trị cao nhất, nhưng nó cũng có những cái giới hạn trong trường hợp đó. Ví dụ trong trường hợp mà có liên quan đến vấn đề về khảm trên bánh nhau, hoặc trong những trường hợp mà cái lượng mà ADN tự do của em bé nó không đủ để chúng ta thực hiện chẩn đoán, thì chúng ta cũng phải cho nên giống như hồi nãy có bạn hỏi cái mốc mà phải sàng lọc 9 tuần á, mình nghĩ có thể là bạn hỏi về vấn đề và có thực hiện cái NIPT ở giai đoạn sớm hay không, cái này hỗ trợ thêm. Tại vì thường trong trường hợp này bệnh viện Quốc tế Phương Châu chúng ta cũng tư vấn những trường hợp mà sàng lọc như vậy nên chọn cái tuổi thai mà cái mốc khoảng 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày. Trong giai đoạn đó chúng ta có thể phối hợp giữa siêu âm đo độ mờ da gái trong trường hợp đó, kết hợp những siêu âm mình khảo sát hình thái sớm để chúng ta phối hợp với thực hiện cái NIPT. Thì mong mỏi đến một điều là chúng ta sẽ sàng lọc một cái kết quả nó sẽ chính xác hơn và hạn chế bỏ sót nguy cơ dị tật trên trường hợp em bé. Thì cũng đúng lúc này thì cũng đang đề cập đến vấn đề thực hiện NIPT và đo siêu âm đo độ mờ da gáy. Khách hàng Kim Ly có hỏi là chị em mang thai được 11 tuần đã thực hiện NIPT rồi thì có nên siêu âm đo độ mờ da gáy không? Bác sĩ có thể giải đáp thêm ạ. Thường trên những trường hợp, có những trường hợp những cái thai phụ họ lo lắng trong trường hợp này muốn thực hiện cái NIPT sớm, thì thường trong trường hợp cái thực hiện NIPT sớm nó có thể mốc khoảng 9 đến 10 tuần chúng ta cũng có thể thực hiện được cái NIPT trong giai đoạn này. Thì các nhà sản khoa họ khuyến cáo thêm trong trường hợp này, có những trường hợp thì chúng ta phải siêu âm đo động mạch da gái lại kiểm tra trong trường hợp hãy mốc khoảng 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày. Tại vì cái giá trị trong trường hợp đo động mạch da gái nó cũng có ý nghĩa rất là lớn trong trường hợp khảo sát vấn đề bất thường trên thai. Giai đoạn 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày chúng ta đo độ mờ da gái, thực sự nói thực tế lâm sàng chúng ta cũng gặp những trường hợp chúng ta làm NIPT kết quả bình thường, nhưng trong trường hợp đó thì cái thai khi cái mốc khoảng 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày người ta khảo sát lại trong trường hợp suy đo độ mờ da gái, chúng ta phát hiện những trường hợp thai vô sọ. Và những trường hợp thai vô sọ thì chúng ta phải có chỉ định chấm dứt thai kỳ cho dù cái nếp nó bình thường. Cái thứ hai nữa, trong trường hợp đó chúng ta sẽ phát hiện được đo độ mờ da gái dày trong trường hợp đó, hoặc những trường hợp mà không có xương mũi nó làm tăng yếu tố nguy cơ bất thường trên trường hợp những cái mặt cơ giống như bác sĩ Hưng nói trong trường hợp sàng lọc, thì chúng ta phải coi lại trường hợp, dù trường hợp độ mờ da gái nó dày hoặc đang mạch huyết vùng cổ nó liên quan đến vấn đề bất thường về tim thai nhi sau này, thì cái đó là cũng là một cái mặt cơ để chúng ta chú ý, để khi những cái mốc mà thai khoảng 20 đến 24 tuần chúng ta sẽ siêu âm khảo sát tim thai nhi. Thì cũng là một điều rất là đáng mừng là trong trường hợp bệnh viện Quốc tế Phương Châu của chúng ta cũng có thực hiện siêu âm tim thai nhi, đối với trường hợp cũng có những cái chuyên gia đầu ngành cũng siêu âm để khảo sát trong trường hợp bất thường vấn đề về tim. Cho nên những trường hợp thực hiện, nói cho mình nói rõ hơn cái xíu, mình thực hiện NIPT nếu kết quả bình thường, cái mốc khoảng 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày, chúng ta cũng không nên bỏ qua cái giai đoạn mà đo độ mờ da gái để khảo sát vấn đề bất thường về thai thai sớm trong hợp thai của mình. Dạ, xin cảm ơn phần chia sẻ từ bác sĩ. Thì khách hàng Kim Trang có hỏi là bác sĩ có thể giải thích thêm về bất thường nhiễm sắc thể giới tính không? Đây có phải là dị tật nặng hay không thưa bác sĩ? Nếu mà lúc sàng lọc mình phát hiện thai có bất thường này thì nên xử lý như thế nào thưa bác sĩ Hưng?
Rồi, cảm ơn câu hỏi của em ha. Câu hỏi của mình thì về cái bất thường về số lượng của nhiễm sắc thể, mà chủ yếu là câu hỏi của bạn là về nhiễm sắc thể giới tính, thì sẵn bác sĩ cũng tư vấn luôn về cái nhiễm sắc thể. Thì mỗi một cái bộ gen người á thì nó sẽ bao gồm là 23 cặp nhiễm sắc thể. Khi mà em bé nó hình thành thì sẽ được nhận 23 chiếc nhiễm sắc thể từ mẹ và 23 nhiễm sắc thể từ bố. Thì có trong đó là có 22 nhiễm sắc thể thường và một cặp nhiễm sắc thể giới tính. Thì nhiễm sắc thể giới tính có thể là XX hoặc XY. Ví dụ như những trường hợp bất thường về số lượng của nhiễm sắc thể giới tính, ví dụ như 3 nhiễm sắc thể giới tính XXX thì ra cái hội chứng là hội chứng siêu nữ, hoặc là XO tức là mất hết một chiếc nhiễm sắc thể giới tính chỉ còn một chiếc nhiễm sắc thể X thì hội chứng tức nơ, hoặc là nhiễm sắc thể XXY thì nó ra sẽ là Leifenster. Những cái trường hợp đó thì ta gọi là bất thường về số lượng của nhiễm sắc thể giới tính. Thì những cái bất thường này đa phần là những cái bất thường nhẹ, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng ở phần phát triển cái trí tuệ của thai nhi, của em bé sau này. Cho nên là mình phải khám đánh giá để xem mình nếu đúng thật sự mà tầm soát, ví dụ như làm những cái xét nghiệm như NIPT, NIPT Plus mà ra là bất thường về số lượng nhiễm sắc thể giới tính thì bắt buộc phải có những cái xét nghiệm chẩn đoán, ví dụ như là sinh thiết gây nhau hoặc là chọc ối hoặc lấy máu cuốn rốn để mình xác định thử để chính xác là có bị bất thường về số lượng nhiễm sắc thể đó hay không. Nếu có thì mình sẽ can thiệp. Thông qua cái câu của hỏi của em thì thực sự nói mình làm ở trung tâm tiền sản, mình cũng thực hiện những cái thủ thuật chọc ối trên những trường hợp mà có bất thường vấn đề về nhiễm sắc thể. Thì chúng ta có những trường hợp mà khi mà làm nếm như vậy, có những trường hợp bất thường về nhiễm sắc thể khi chúng ta chọc ối ra, thì cũng có những trường hợp là bình thường, cũng có những trường hợp là bất thường. Ví dụ những trường hợp mà bất thường đó thì chúng ta sẽ tư vấn như thế nào? Cái câu đó cũng là một cái câu mà thực sự mà nói bác sĩ Sử, bác sĩ Hưng cũng gặp trong trường hợp này. Tại vì khi trước khi mà thực hiện thủ thuật chọc ối thì mình cũng phải tư vấn cái hướng cho người ta. Ở bệnh viện mình thì cũng có những trường hợp nếu trường hợp chọc ối ra bất thường gì mà nhiễm sắc thể giới tính thì mình tư vấn cho bệnh nhân rất là kỹ. Những bất thường đó thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, dù ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, ảnh hưởng đến trí tuệ của em bé, hoặc những trường hợp là bất thường về nhiễm sắc thể giới tính đó, nó dạng ở thể khảm, thì tùy theo cái mức độ mà chúng ta thể tư vấn của bệnh nhân cái hướng là theo dõi thai tiếp hay không, hoặc là đình chỉ thai. Vì mình cũng gặp một số trường hợp là chấp nhận trong trường hợp nguy cơ, trường hợp họ theo dõi thai tiếp. Thì cũng có một vài bạn hiện tại giờ chắc cũng đã lớn rồi, chắc cũng khoảng 5-6 tuổi rồi đó. Thực sự mà nói thì mình cũng có thấy những trường hợp sự phát triển của em bé nó cũng tốt. Có những trường hợp, có thể là những trường hợp cái đó là những trường hợp thể khảm, thì cũng theo dõi thai để phát triển trường hợp. Thì mình chưa, khi đó mình sẽ tư vấn bệnh nhân cái lựa chọn. Thực sự mà nói mình chỉ tư vấn những nguy cơ trong hợp để bệnh nhân mà họ biết những trường hợp nguy cơ đó để mà họ tư vấn mà các vấn đề về chăm sóc của em bé sau khi em bé nó lớn lên. Và mình cũng gặp những trường hợp mà những em bé, những người lớn trong trường hợp này, khoảng đó là những trường hợp mà đi khám về tiền thai tiền hôn nhân không có kinh, không trong trường hợp, hoặc những trường hợp họ vô kinh trước khi mà lập gia đình, thì cũng phát hiện những trường hợp mà họ có bất thường vấn đề về nhiễm sắc thể giới tính. Thực sự nói hoặc là dạng thể khảm, hoặc chứng tật nơ, ít ô trong trường hợp đó, thì cũng là một người cũng chắc cũng khoảng 20 mấy tuổi, và cũng là một người công dân, làm một cô giáo dạy một trường mầm non nào đó, xin phép là không nói tên những trường hợp cụ thể trường hợp đó. Cho nên những trường hợp đó mình phải tư vấn thật là kỹ để họ lựa chọn trong trường hợp này. Và khi đó thì mình cũng phải tư vấn được cái vấn đề bất thường để cho họ biết trong trường hợp chăm sóc, hoặc có những trường hợp để hỗ trợ về cái nội tiết trong trường hợp những em bé nó có bất thường vấn đề về nhiễm thể giới tính. Thì thông qua của bác sĩ Hưng thì bác sĩ Sử cũng muốn nói rõ thêm về vấn đề đó. Những trường hợp bất thường đó, đó là lựa chọn của gia đình, họ chấp nhận hay là họ ngưng lại, mình phải tư vấn thật là kỹ. Thì qua cái phần chia sẻ của bác sĩ Sử và bác sĩ Hưng thì anh có thêm một cái thắc mắc nhỏ là ví dụ như những cái trường hợp mà bất thường về nhiễm sắc thể giới tính, mà nếu mà gia đình mình chấp nhận cái đó thì khi mà bé lớn lên là mình có điều trị hoặc là mình có giảm được cái triệu chứng đó hay không, hay là bé sẽ phải chung sống suốt đời với cái bất thường đó? Cảm ơn câu hỏi của Thùy Anh. Thì thường trong trường hợp này, giống như bác sĩ Hưng đã nói, bất thường vấn đề về nhiễm sắc thể giới tính là bất thường trên gen. Mà hiện tại giờ mình không thể nào mà can thiệp, mình điều trị vấn đề về gen, mà mình chỉ điều trị những trường hợp, những cái triệu chứng và những trường hợp hỗ trợ những cái nội tiết trong trường hợp, đối với những trường hợp những bất thường đó.
Cho nên mình phải tư vấn gia đình rất là kỹ trong trường hợp này. Dù trường hợp ví dụ như những trường hợp bất thường vấn đề nhiễm thể giới tính giống như ca bé mình nói ví dụ ba nhiễm thể ít, thì khi mà vấn đề phân chia trong trường hợp này thì nó liên quan đến vấn đề về vô sinh của em bé về sau này nữa, hoặc là những trường hợp nó ảnh hưởng đến về cái sự phát triển về trí tuệ tâm thần vận động của em bé, thì mình tư vấn rất là rõ để họ lựa chọn. Và cần thiết những trường hợp mà có hỗ trợ thêm vấn đề về nội tiết hoặc hỗ trợ về vấn đề về giáo dục gì đó thì chúng ta phải tư vấn cho họ ngay từ đầu. Thực sự can thiệp về vấn đề về thay đổi vấn đề về kiểu gen của họ thì mình không can thiệp được, nhưng thay đổi về vấn đề về hỗ trợ về nội tiết hoặc hỗ trợ về vấn đề về để cho cái chất lượng cuộc sống của họ tốt hơn thôi, chứ còn về vấn đề về giống như một người khỏe mạnh thật sự nói thì không thể. Vậy thì qua cái phần chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta có thể hiểu rằng cái việc mà bác sĩ trong cái quá trình mà thăm khám thì cái việc tư vấn rất là rõ, từ bác sĩ sẽ giúp cho gia đình bầu có được cái sự lựa chọn phù hợp cho từng cái trường hợp cụ thể. Và khách hàng Thanh Huyền có gửi lời khen là hai bác sĩ rất là dễ thương. Rồi một câu hỏi tiếp theo, khách hàng Thảo Ngân có hỏi là mình có bé cách đây 10 năm nhưng bé sinh ra bị bệnh đau. Hiện tại thì mình rất muốn sinh bé thứ hai nhưng lo lắng là bé sẽ bị bệnh như bé đầu tiên, thì chắc bác sĩ Hưng sẽ giải đáp về câu hỏi này. Cảm ơn câu hỏi của Ngân ha. Thì đối với trường hợp của mình là đã có một bé trước đây khoảng 10 tuổi là bị hội chứng đau, và bé này đó thì gia đình mình cũng lo lắng là không biết là có khả năng di truyền cho bé sau này hay không. Thì giống như cái chia sẻ ban đầu nói rồi đó, thì bất thường về số lượng của nhiễm sắc thể hay là lệch bộ nhiễm sắc thể, hội chứng đau là bất thường về nhiễm sắc thể số 21, mình sẽ có 3 cái nhiễm sắc thể. Thì cái hội chứng này là không có yếu tố di truyền, tức là bé đầu tiên bị rồi thì khả năng mang thai lần sau là cái khả năng không có phải là di truyền giống như là bé trước, bị giống bé trước nữa. Cho nên là mình cần phải khám thai và phải tầm soát sàng lọc trước. Mình là thuộc trong những cái nhóm yếu tố nguy cơ mà bất thường ở thai kỳ lần sau. Cho nên là mình phải khám thai kỹ hơn và tầm soát đa phương tiện. Ví dụ như trường hợp sàng lọc trước khi mang thai này, trước khi để bé, sàng lọc trong quá trình 3 tháng đầu của thai kỳ. Ví dụ từ thai khoảng từ 7 cho tới 10 tuần. Và cái mốc quan trọng nhất là cái mốc tầm soát nhiễm sắc thể, lệch bội nhiễm sắc thể là từ 11 cho tới 13 tuần 6 ngày. Thì bao gồm á, là siêu âm để đánh giá cái độ màu da gáy, đánh giá về cái xương mũi, kèm theo đó thì xét nghiệm thêm một số cái cái xét nghiệm máu để coi có bất thường hay không. Ví dụ như double test, NIPT thì trường hợp của mình bác sĩ khuyến cáo là nên lựa chọn NIPT hoặc là NIPT Plus, thì cái độ chính xác của độ đặc hiệu của nó sẽ cao hơn là so với double test, tại vì mình đã có yếu tố nguy cơ là bé trước của mình là bị bất thường về nhiễm sắc thể số 21. Xin hết. Bác Hưng có vừa nhắc đến là NIPT Plus, thì chắc bác Hưng có thể chia sẻ thêm về cái so sánh hai cái phương pháp NIPT và NIPT Plus ạ. Xin chia sẻ thêm về cái xét nghiệm NIPT. Thì cả NIPT và NIPT Plus đều là bản chất á, là xét nghiệm sàng lọc, tức là nó không có chẩn đoán mà chỉ là đưa ra kết quả yếu tố nguy cơ cao hay là thấp bị bất thường về số lượng của nhiễm sắc thể. Thì bản chất của xét nghiệm này là người ta sẽ rút máu của mẹ để lọc ra những cái DNA trôi dạt của con ở trong máu mẹ để xét nghiệm trên cái DNA đó để xem có dư hay là có thiếu hay bất thường về cấu trúc của cái nhiễm sắc thể hay không. Đối với trường hợp mà NIPT thì nó chỉ xét nghiệm ở cái nhiễm sắc thể số 13, 18, nhiễm sắc thể số 21, nhiễm sắc thể giới tính, là 4 cái nhiễm sắc thể đó là độ đặc hiệu cao nhất. Và cao nhất là ở nhiễm sắc thể số 21 là độ chính xác khoảng 99%. Và đối với trường hợp 13, 18 và nhiễm sắc thể giới tính thì độ chính xác cũng khoảng chừng 97%. Còn đối với trường hợp NIPT Plus thì ngoài 4 cái nhiễm sắc thể đó thì còn 19 cái nhiễm sắc thể còn lại thì nó cũng sẽ khảo sát luôn, kèm theo là 6 cái bệnh về cái di truyền, hội chứng di truyền, và 87 cái mất đoạn, hội chứng vi mất đoạn có cái kích thước từ 10 mm trở lên. Thì đó là một trong những cái nâng cấp của cái NIPT Plus. Xin hết. Cảm ơn bác sĩ Hưng, không biết bác sĩ Sử có chia sẻ thêm không ạ? Thì thông qua cái câu hỏi của bạn mình nói về vấn đề về tiền sử trước đó đã sinh có em bé có hội chứng đau, sau đó để lại em bé, thì thường trong trường hợp này nó sẽ tăng yếu tố nguy cơ trong trường hợp những em để lại em bé sau, giống như bác sĩ Hưng đã nói. Thì thông qua đây thì mình cũng chia sẻ một trường hợp, đó là bạn này đã thực hiện vấn đề về sàng lọc trước đó làm NIPT và có nguy cơ hội chứng đau và chọc ói ra là em bé bị hội chứng đau.
và cũng chấm dứt thai kỳ ở Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Sau đó thì khoảng gần một năm thì bạn đến để gặp đại ở Bệnh viện Quốc tế Phương Châu là bạn đã có bầu một đứa lần thứ hai. Thì mình cũng đã làm sàng lọc mọi thứ và tư vấn những yếu tố nguy cơ trong trường hợp này. Thì kết cục một thai kỳ em sanh ra được một em bé trai rất là kháu khỉnh trong trường hợp này. Cho nên những trường hợp đã có vấn đề về khi có những bất thường vấn đề nhiễm sắc thể thì nguy cơ nó sẽ tăng lên, nhưng không đồng nghĩa là tất cả những trường hợp những có đứa con của mình sanh ra sau này nó sẽ có vậy. Cho nên những bà mẹ mà không may có những trường hợp những em bé mà có nguy cơ mắc hội chứng đau hoặc trường hợp bất thường nhiễm thể khác mà mình tư vấn rất là kỹ để họ có những cái đủ can đảm để trong trường hợp để chào đón những em bé mới bằng những cái phương pháp sàng lọc và những phương pháp chẩn đoán tốt nhất để hướng đến những trường hợp những bà mẹ đó mong mỏi để có những đứa con khỏe mạnh. Phần chia sẻ vừa rồi từ hai bác sĩ thì các gia đình mình cũng có thể yên tâm là giống như bác sĩ Sử có nói là nếu không may bé đầu tiên của mình mà có những cái vấn đề bất thường thì không có nghĩa là bé thứ hai mình cũng sẽ gặp phải cái trường hợp như vậy. Nhưng mà nếu mà mình có để bé thứ hai thì anh có một cái câu hỏi thêm là cái khoảng cách mà ví dụ như giữa cái bé đầu tiên mình đã có cái vấn đề như vậy rồi thì bao lâu nữa mình nên để thêm một cái bé thứ hai, thưa bác sĩ? Thì đối với cái câu hỏi này á, thì đối với một cái không phải là những cái trường hợp mà có bất thường trước đây mình mới có cái khoảng cách giữa hai bé, mà đối với một trường hợp thai kỳ bình thường thì cũng vẫn nên có khoảng cách giữa những cái bé. Ví dụ như trường hợp mình muốn để thai đi thì trước mắt mình phải kiểm tra sức khỏe trước thì để bé từ 3 tới 6 tháng là ít nhất. Còn trường hợp về di truyền nhiễm sắc thể như cái bất thường về hội chứng đau á, thì mình cũng sẽ để một cái khoảng thời gian ít nhất là cũng khoảng 1 năm. Thì sau đó cho sức khỏe của người mẹ hồi phục lại hết tất cả đã, rồi sau đó thì đánh giá sức khỏe của mẹ, tiêm ngừa đầy đủ và khám tổng quát sức khỏe trước khoảng từ 3 tới 6 tháng trước khi để bé thứ hai. Cái đó là lời khuyên của bác sĩ. Có nghĩa là mình chuẩn bị cả về thể chất và tinh thần. Đúng. Để mình sẵn sàng để mình có một cái hành trình mới. Thì khách hàng Hồng Loan có gửi lời khen đến bác Hưng là mới khám bác Hưng lúc sáng, bác Hưng tối nay trắng trẻo đẹp trai quá, bác Hưng dễ thương lắm nha mọi người, tư vấn rất nhiệt tình. Dạ, cảm ơn chị Hồng Loan. Cảm ơn chị Hồng Loan. Rồi, một câu hỏi tiếp theo là khách hàng Khuynh Thành có hỏi là chị của em năm nay 28 tuổi, mang thai 14 tuần thì có nên làm xét nghiệm sàng lọc trước sinh không, thưa bác sĩ? Cảm ơn câu hỏi của bạn dành cho bác sĩ. Thực sự mà nói trong trường hợp này, giai đoạn này 14 tuần thì thực sự nói giai đoạn này, trong giai đoạn này mình cũng có thể thực hiện cái xét nghiệm sàng lọc. Thì đối với trường hợp của mình thì đã qua cái mốc mà chúng ta có thể đo cái độ mờ da gãy trong trường hợp này, thì chúng ta cũng thể siêu âm kiểm tra lại, và thứ hai chúng ta sẽ thực hiện cái xét nghiệm để sàng lọc, ví dụ như là chip test hoặc là NIPT. Và đối trong trường hợp của bạn thì nếu như có, mình tùy theo vấn đề về kinh tế gia đình mà chúng ta có thể thực hiện những cái xét nghiệm sàng lọc. Đối trường hợp này thì một cái điều kiện mà chúng ta thực hiện, tại vì cái giá trị sàng lọc của NIPT giống như lần mình đã trao đổi lần trước đó, thì nó đạt cái giá trị sàng lọc cao nhất, và trong trường hợp cái triple test thì nó sẽ thấp hơn. Nhưng thay vì mình không thực hiện cái xét nghiệm sàng lọc nào hết thì chúng ta cũng có thể thực hiện cái triple test, nó vẫn có những cái giá trị riêng của nó. Như vậy thì khách hàng Kim Trang cũng có hỏi thêm là nếu mà thai được 10 tuần mà đã làm double test mà kết quả tốt rồi á, thì có cần làm thêm triple test hay không? Xin đính chính lại trong trường hợp các bạn, câu hỏi của bạn Kim Trang. Tại vì thường trên trường hợp mà thai của mình để mà thực hiện làm double test, thường thường mình phối hợp trong trường hợp vừa siêu âm được đo độ mờ da gáy và rút máu xét nghiệm để làm sàng lọc. Thì thường trên trường hợp này thì cái mốc khám thai trong trường hợp của mình chắc khoảng đâu khoảng từ khoảng 11 tuần trở lên sau khi mình thực hiện cái double test. Nếu chúng ta thực hiện cái double test, chúng ta yên tâm trong trường hợp đó, siêu âm không có bất thường trường hợp đó, thì cái giá trị sàng lọc của double test trong trường hợp đó thì chúng ta ngừng, không sàng lọc trong trường hợp nữa. Ví dụ trong trường hợp chúng ta sàng lọc mà double test nó là yếu tố nguy cơ trung gian hoặc yếu tố nguy cơ cao, chúng ta cần đến một cái xét nghiệm sàng lọc để có cái giá trị chính xác hơn, thì chúng giai đoạn đó chúng ta mới thực hiện làm cái NIPT. Và một số thai phụ mình cũng hiểu nhầm rằng trong một trường hợp này, giai đoạn đầu thì 3 tháng đầu thì chúng ta sàng lọc double test,
3 tháng giữa thì chúng ta lại làm thêm sàng lọc cái triple test. Thực sự mà nói, nếu chúng ta đã làm sàng lọc cái double test thì chúng ta đã ngừng lại đó, chúng ta không làm thêm cái triple test nữa. Tại vì cái giá trị sàng lọc trong trường hợp mà cái double test nó sẽ cao hơn so với trường hợp chúng ta thực hiện cái triple test. Như vậy thì ví dụ như trong những trường hợp mà nếu mà mình lựa chọn luôn, thực hiện luôn NIPT thì vẫn được đó đúng không bác? Tại vì như bác có chia sẻ là NIPT hiện nay là phương pháp sàng lọc là tốt nhất, mang giá trị là nó gần như là cao nhất. Nên là mình có thể tùy theo từng cái điều kiện mà mình có thể thực hiện luôn NIPT. Như vậy thì khách hàng có hỏi là nếu mà mang thai lần đầu mà hiện tại 12 tuần thì làm sao để biết là thai nhi có khỏe mạnh không? Chắc là chỉ có cách là mình đi thực hiện thôi chứ làm sao mà mình biết được đúng không ạ? Để mà đánh giá một cái thai trong bụng mẹ mà gọi là khỏe mạnh thì thực sự mình cũng có những cái bước để mình làm sàng lọc. Giống như bác sĩ Hưng đã nói trong trường hợp này, thì thứ nhất là mình đã có những cái xét nghiệm tổng quát kiểm tra. Tại vì mẹ khỏe, bé mới khỏe được. Thì giống như bác sĩ Hưng đã nói thì mình làm sàng lọc mẹ trước, mình kiểm tra các bệnh lý nội khoa. Và trong trường hợp này những bệnh lý vấn đề về sàng lọc, bệnh lý về nhiễm trùng này kia chúng ta là sàng lọc trước đó. Thì sau những trường hợp những cái sàng lọc mẹ khỏe thì cái bước tiếp theo là mình sàng lọc đến để con khỏe. Thì ngoài cái vấn đề mà chúng ta sàng lọc hút máu xét nghiệm làm cái níp, chúng ta kiểm tra vấn đề về bất thường vấn đề về nhiễm sắc thể, thì chúng ta còn có những một cái cánh tay đắc lực đó là của về chẩn đoán hình ảnh, đó là siêu âm. Chúng ta không phải đơn thuần chúng ta siêu âm để đo cái khoảng mờ sao gái không, mà chúng ta có thể khảo sát được thứ nhất là cái vấn đề về vị trí bánh nhau nó bám ở đâu, thứ hai nữa dây rốn nó bám ở đâu, tay chân và trong trường hợp này cây có đủ những trường hợp những cái mầm chi hay không, và chúng ta cũng khảo sát được trong trường hợp cấu trúc của tim. Hiện tại giờ thì sự phát triển của khoa học kỹ thuật rất là nhiều, thì hiện tại giờ chúng ta sẽ khảo sát vấn đề bất thường, không phải đơn thuần là khảo sát tim ở giai đoạn mà 20 tuần. Thì có những trường hợp những báo cáo thì có thể người ta sẽ khảo sát tim ở quý 1 trong trường hợp này. Chúng ta sẽ coi những cái bất thường về cấu trúc, những cái bất thường nặng trên trường hợp trên tim thì chúng ta sẽ khảo sát được. Và những cái bất thường vấn đề về hệ chi này kia, xương này kia chúng ta cũng khảo sát được trên những hình ảnh về siêu âm ở giai đoạn sớm. Tuy nó cũng có những cái hạn chế về bất thường khảo sát trong trường hợp này, nhưng tới thời điểm này thì siêu âm cũng đạt rất là nhiều về vấn đề về khảo sát bất thường vấn đề hình thái sớm. Nên trong trường hợp của bạn muốn hỏi làm sao để trường hợp phải kiểm tra một bé làm sao cho nó khỏe mạnh, thì thứ nhất là phải kiểm tra cho mẹ khỏe trước, thứ hai nữa là chúng ta sẽ kiểm tra em bé nữa, thì cái đó mẹ khỏe và bé khỏe thì trong trường hợp đó mới có một cái thai kỳ khỏe mạnh được. Như bác sĩ Sử có chia sẻ thì Thùy Anh đang hiểu là cái sàng lọc trước sinh là nó ở bên trong, còn ví dụ như những cái siêu âm đo độ mờ da gáy là mình gần như khảo sát hình thái học bên ngoài, tức là chúng ta vừa làm xét nghiệm ở bên trong và bên ngoài thì chúng ta sẽ biết rõ được cái tình trạng của thai nhi và sức khỏe của mẹ nữa. Khách hàng có quan tâm về chi phí nên có hỏi là chi phí sàng lọc 3 tháng đầu thai kỳ là bao nhiêu, thì có cao hay không? Bác sĩ Hưng có thể chia sẻ thêm ạ. Đối với trường hợp mà tầm soát và sàng lọc ở giai đoạn 3 tháng đầu á, thì cái chi phí là chủ yếu là chi phí ở xét nghiệm, các xét nghiệm sinh hóa, ví dụ là xét nghiệm công thức máu đó, hoặc là xét nghiệm về cái double test NIPT, thì cái chi phí thì chủ yếu là về xét nghiệm này, thì thường cái giá của NIPT class là nó cao hơn cái NIPT, và cái xét nghiệm công thức máu thì giá đâu đó thì cũng khoảng cả cái gói luôn. Cả cái gói mà khám tầm soát thì khoảng chừng 3-4 triệu. Thì cái này là mình chia sẻ về cái giá của cái gói sàng lọc. Sẵn đây câu hỏi của bạn rất quan tâm về vấn đề về giá. Thực sự mà nói, mình nên nghĩ nhiều về vấn đề trong trường hợp sàng lọc. Cái đó, cái giá trị trong trường hợp những cái xét nghiệm mình đem lại, thực sự Phương Châu trong trường hợp này luôn mang lại những cái giá trị trong trường hợp đích thực trong trường hợp mình sàng lọc. Thì khi những trường hợp mà mình sàng lọc có phát hiện những trường hợp bất thường đó, thì chúng ta có thể có những cái hướng can thiệp sớm hơn là những trường hợp mà khi chúng ta không bỏ sót những trường hợp sàng lọc bất thường đó. Thì khi đó thì cái chi phí để trường hợp để điều trị hoặc là những trường hợp mà để cái gánh nặng trong tương lai của em bé thì nó sẽ rất lớn hơn rất là nhiều trong trường hợp mà khi chúng ta so sánh với cái giá mình bỏ ra so với những trường hợp cái giá trị mình mang lại trong những trường hợp sàng lọc trên thai. Cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi từ bác sĩ Sử và bác sĩ Hưng.
Thì cả nhà thân mến, vì một thai kỳ khỏe, thai nhi phát triển toàn diện và an tâm chuẩn bị vượt cạn mẹ tròn con vuông, thì vai trò và ý nghĩa của việc chẩn đoán sàng lọc trước sinh là vô cùng quan trọng và cần thiết. Tuân thủ sàng lọc trước sinh đầy đủ nè, đúng thời điểm là các nỗ lực mà mẹ bầu cần phải tuân thủ trong suốt cái hành trình mang thai. Và phần còn lại cũng không kém phần quan trọng, chính là sự phối hợp tốt giữa bác sĩ sản khoa và thai phụ về những chẩn đoán, tư vấn kết quả cũng như phác đồ xử trí phù hợp với từng cá thể hóa trong từng trường hợp cụ thể. Hy vọng những chia sẻ từ bác sĩ Sử và bác sĩ Hưng trong buổi livestream tối nay đã mang đến những cái thông tin hữu ích cho cả nhà mình. Và trước khi kết thúc chương trình thì Thùy Anh xin phép mời bác sĩ Sử và bác sĩ Hưng có đôi lời mình tóm tắt về những cái thông tin mà các gia đình bầu cần lưu ý ở trong việc sàng lọc 3 tháng đầu thai kỳ. Đối với trường hợp sàng lọc và chẩn đoán thì ở cái chủ đề ngày hôm nay nó sẽ có hai ý chính. Cái thứ nhất là sàng lọc, cái thứ hai là chẩn đoán. Thì để đi đến cái bước chẩn đoán thì cái bước đầu tiên là mình phải sàng lọc. Và để có một cái thai kỳ khỏe mạnh, ta gọi là đầu xuôi đuôi lọt, thì chủ yếu là ở giai đoạn 3 tháng đầu mình phải tập trung. Mình chịu khó, có thể là cái thời gian khám nó hơi gần tí xíu, ví dụ như là 7 tuần tới 10 tuần, rồi từ 11 tuần tới 13 tuần 6 ngày thì cái thời gian đi khám thai nó hơi nhạt tí xíu. Nhưng mình kỹ như vậy đó để mình phòng ngừa tránh những cái biến chứng về sau của thai kỳ. Sàng lọc thì sàng lọc nó sẽ nhiều cái bước, nhiều lớp. Ví dụ như sàng cái lớp này ok rồi thì mình chuyển qua cái lớp thứ hai, cái lớp thứ ba, cái lớp thứ tư để có một cái thai kỳ khỏe mạnh. Ví dụ như trường hợp mà sàng lọc trước khi để bé, sàng lọc trong giai đoạn từ 7 tới 10 tuần, sàng lọc lệch bội từ giai đoạn từ 11 tới 13 tuần 6 ngày và sàng lọc các shot mặt cơ ở giai đoạn thai 16 tuần và sàng lọc về hình thái, ví dụ như tim bẩm sinh bất thường về hình thái ở cái giai đoạn từ 20 tới 24 tuần. Thì đây là một trong những cái tiền đề để có một cái thai kỳ khỏe mạnh ở phía sau. Còn về phần chẩn đoán thì cái này xin mời bác sĩ Sử chia sẻ thêm về cái phần chẩn đoán. Tiếp theo lời của bác sĩ Hưng trong trường hợp này, nếu như chỗ bác sĩ Hưng đã sàng lọc tốt rồi hoặc phát hiện những trường hợp bất thường trong trường hợp cái thai thì các bác sĩ chúng ta sẽ tư vấn rất là kỹ trong trường hợp những bất thường đó, yếu tố nguy cơ bất thường sẽ dẫn đến cái thai như thế nào, và chúng ta phải có một cái xét nghiệm chẩn đoán xác định đây trong trường hợp đó để chúng ta có một kế hoạch đối với trường hợp của em bé. Thì các mẹ bầu cũng rất là đừng có ngần ngại trong trường hợp những cái xét nghiệm chẩn đoán về những yếu tố nguy cơ trong trường hợp của mẹ. Giống như phần bác sĩ đã trình bày phần trước, nguy cơ trường hợp xảy thai hoặc nguy cơ trường hợp mất thai trong trường hợp này thì tỷ lệ nó cũng không có cao lắm, đâu đó 1/500 đó, 1/1000 trong trường hợp 1000 ca, đâu đó có khoảng 2-3 ca trong trường hợp có bất thường nguy cơ nó xảy thai. Đổi lại trong trường hợp đó, chúng ta có một cái xét nghiệm chẩn đoán chính xác trong trường hợp đó, chúng ta có một cái kế hoạch thực thi trong trường hợp chúng ta để điều trị, hoặc trong trường hợp chúng ta có một kế hoạch là đình chỉ thai đối với trường hợp những bất thường nặng, và chúng ta có một kế hoạch những cái thai kỳ sau nó sẽ tốt hơn. Cho nên những cái xét nghiệm chẩn đoán ở Bệnh viện Quốc tế Quân Châu của chúng tôi thực hiện về cái chọc ói hoặc là sinh thiết gây nhau cũng mong mỏi một điều để chẩn đoán một cái xác định là có bất thường trường hợp cái thai hay không, và chúng ta đưa ra những cái hướng để cho các thai phụ chúng ta hiểu được, và chúng ta có một cái hướng cùng đồng hành với cùng bác sĩ, cùng với mà gia đình của họ có những trường hợp những rủi ro không may. Có nghĩa là những trường hợp đó chúng ta nói cái duyên đó, trường hợp đó những trường hợp những thai kỳ nó không duyên với mình thì chúng ta sẽ đón nhận những thai kỳ khác có duyên hơn trong trường hợp mình. Ở Bệnh viện Quân Châu thì chúng ta cũng gặp những trường hợp thực sự có bất thường, nhưng mà những trường hợp họ theo những cái họ trong trường hợp thì theo về tôn giáo họ không có những đình chỉ thai, thực sự gặp những trường hợp đó cũng rất là khó khăn để chúng ta tư vấn vấn đề về đình chỉ thai. Họ có thể họ để những trường hợp đó, nhưng mình cũng phải tư vấn cho họ. Thứ nhất là những cái đó là những gánh nặng đối với gia đình, gánh nặng đối với xã hội. Nhiều khi những trường hợp đó, những em bé nó sanh ra, nhiều khi nó cũng không mong muốn là nó là những cái gánh nặng đó. Cho nên là mình phải suy nghĩ thật là kỹ trước khi quyết định trong trường hợp giữ bé hay là ngưng bé trong trường hợp nếu có những chẩn đoán xác định. Và mong mỏi một điều rằng đối với trường hợp tất cả những trường hợp những thai phụ, nếu có những yếu tố nguy cơ bất thường trong trường hợp cần phải xét nghiệm chẩn đoán thì chúng ta cần mạnh mẽ lên trong trường hợp đó để có những cái xét nghiệm chẩn đoán để chúng ta bớt lo lắng trong trường hợp đấy.
khi thực hiện thủ thuật thì chúng ta lo lắng đâu đó khoảng 1 đến 2 ngày thôi. Nhưng mà nếu chúng ta không thực hiện những cái thủ thuật đó thì chúng ta lo lắng nguyên cả một thai kỳ, không biết thai kỳ của mình nó có bình thường hay là bất thường hay không. Và bất thường đó thì chúng ta có can thiệp được hay không. Dạ. Xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi từ bác sĩ Sử và bác sĩ Hưng. Cả nhà mình ơi, thời lượng chương trình là sắp kết thúc, nhưng mà hiện tại là ban tổ chức vẫn còn nhận nhiều những cái câu hỏi từ khán giả gửi về. Và những câu hỏi nào mình chưa kịp giải đáp trên livestream tối nay thì quý vị có thể nhắn tin đến hộp thư của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu để được các bác sĩ trực tiếp giải đáp. Và một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Sử và bác sĩ Hưng cùng toàn thể quý vị khán giả đã sắp xếp thời gian để cùng đồng hành với livestream tối nay. Hẹn gặp lại cả nhà trong những chương trình tiếp theo. Phương Châu xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.